Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 2 tập 2 trang trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài khối trụ và khối cầu. Đây chúng ta sẽ có là một số cái đồ vật đây này. Khối trụ. Khối trụ là đây, nó giống như cái này đây. Đây là một khối trụ. Tròn 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 như thế này. Nó tròn tròn như thế này được gọi là khối trụ, gọi là trụ trầu. Đây, đây là những cái mô hình khối trụ, khối trụ. Đây, ví dụ như thực tế chúng ta sẽ có những cái khúc gỗ tròn tròn như thế này, như khúc gỗ. Đây gọi là khối trụ. Rồi, cái đồ đựng này cũng là một cái khối trụ. Rồi những cây viết, bút chì, bút chì hoặc là những cái cái cây bút màu như thế này, nó cũng là một khối trụ, khối trụ tròn. Hoặc là viên bi, viên bi. Hoặc là cái trống đều nhau. Đây đây nó tròn đều, tròn đều ha. Tròn đều chứ mà nó dạng như là nó không tròn đều. Ví dụ như chỗ này tròn nhỏ nhưng mà là nó lớn dần ra, nó cũng không được. Không phải. Đây này, có nghĩa là ngay này. Nó phải là cái này nó bấy nhiêu á, kích thước nó bấy nhiêu đúng không? Thì xuống đây nó cũng kích thước bấy nhiêu. Chứ đây mà nó bóp lại nó giống như là cái hình nấu á thì không phải. Nè. Rồi cái trống này cũng được gọi là cái khối trụ. Rồi khối cầu thì nó đặc trưng của nó là như chẳng hạn những cái trái banh. Banh thì có nhiều loại banh. Banh tennis, rồi đá bóng, trái bóng, rồi trái bóng thì có nhiều bóng, rồi bóng bàn, rồi bóng chuyền, rồi bóng đá, đó là những cái khối cầu, hoặc là cái quả địa cầu. Đây là một cái kẹo mút tròn tròn như thế này, hoặc là trái bóng, hoặc là cái trái cam, thì đó là những cái khối cầu. Hoặc là những viên bi, viên bi thì có đó cũng là khối cầu. Bài số 1. Quan sát hình vẽ rồi kể tên các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật. Giờ là cái nào là khối trụ đây? Đây, cây nến này là khối trụ. Nè. Cái viên bi hay cái gì đây? Nó là khối trụ. Nè. Và cây bút màu này là cũng là khối trụ. Khấu cầu đây, cái trái tennis này, trái bóng này nè, hoặc là cái quả địa cầu này, nó cũng là khấu cầu. Rồi khấu hộp chữ nhật là cái cuốn sách này, rồi cái tủ, hoặc là cái cặp, cái cặp này. Chúng ta qua bài số 1. Tìm các vật có dạng giống hình mẫu. Đây, cái này giống hình mẫu nè. Trái bóng, viên bi chai. Này là khối cầu, khối trụ. Khối trụ thì chúng ta thấy là cái hộp quà này và cái lồng đồ hộp. Cái này là khối lập phương, cái cục Rubik này nè, rồi cái cục xúc xắc này là khối hộp chữ nhật, cái hộp cá, cái hộp sữa. Bài số 2. Dùng các hình khối trong bộ đồ dùng học tập để vẽ hình tròn, hình vuông,
hình chữ nhật. Rồi để vẽ hình cầu đúng không, chúng ta có này đây, đây chúng ta để này, ta dựng lên được, dựng lên bắt đầu chúng ta dựng kỹ này, dựng kỹ tấm vải xung quanh này, đó. Vải xung quanh rồi, như vậy chúng ta lấy cái này chúng ta chấm xuống tấm vải là được hình tròn đúng không? Rồi chúng ta phải lấy cái khối hộp chữ nhật hoặc là khối hộp khối hình vuông. Đây bây giờ thầy lấy cái khối hình vuông này, nè cái khối lập phương này, chúng ta vẽ hình vuông ha, đây để như thế này, thế này rồi chúng ta đè xuống chúng ta kẻ ra, kẻ này, chúng ta kẻ này, đây, chúng ta kẻ bên này, rồi đó là hình hình vuông và một cái khối hộp chữ nhật. Đây thầy có một cái khối hộp chữ nhật đây, nó hơi lớn nè, hay là hơi lớn nè, rất là to. Thì vẽ xuống dưới này ha, này đi đây, vẽ đây kỹ, vẽ bên này đây đó, rồi vẽ này, rồi đó nó ra hình hình chữ nhật. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Tiếp theo là hình nào? Chúng ta có hai cái khấu trụ rồi tới khối cầu sẽ tới hai khấu trụ. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ tiếp theo là nó cũng là khối này luôn. Được. Hai cái này đứng liền kề, hai cái này đứng liền kề như vậy chỗ này. Tiếp theo nó là sẽ là cái khấu trụ, nó cũng y chang như vậy. Đó. Rồi chúng ta tô màu vào cho nó dễ nhìn, mà hơi vàng vàng xanh, xanh vàng vàng xanh. Rồi cái này là cái hình cầu, hình cầu, hình cầu tới trụ nhưng mà người ta hỏi họ nằm cho nằm xuống. Rồi tới là hai cái ba cái hình cầu, rồi tới hình hình trụ nằm xuống. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo ngay giữa hình này chúng ta sẽ có là hình cầu. Hình cầu màu xanh. À. Hình cầu màu xanh dạng xanh này. Xanh lá cây. Chúng ta qua tiếp bài số 4. Thầy sẽ chấm hỏi bằng các từ nào? Các tòa nhà thường có dạng hình khối, hình khối hộp chữ nhật. Thân cây thường có dạng khối trụ. Rồi những trái cây này nè, cái dưa lưới rồi trái cam rồi những cái trái này thì có dạng là khối cầu. Chúng ta qua trang tiếp theo. Để theo đường không có khấu trụ để đến trang trại trồng hoa. Như vậy cái đường nào mà chúng ta thấy khấu trụ thì chúng ta không đi. À, đây là có khấu trụ rồi, dính rồi. À, chúng ta xuống đây. Xuống đây thì xuống chỗ này thì lại vướng khấu trụ, cho nên chúng ta lại đi xuống đây là chúng ta qua đây. Qua đây thì bị dính rồi, chúng ta đi xuống đây.
xuống đây thì qua đây không được, xuống đây là bị dính khấu trụ, chúng ta phải qua đây. Từ đây thì chúng ta đi qua đây thì bị vướng, chúng ta phải đi xuống đây. Xuống đây thì đây cũng khấu trụ, đây cũng khấu trụ, thì qua đây, qua đây, qua đây xuống đây thì vườn hoa. Hoạt động thực tế, tìm một số đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương, khối hộp chữ nhật. Khối cầu thì chúng ta sẽ liệt kê một số quả bóng, ví dụ như là bóng bàn, bóng tennis, bóng rổ, bóng đá. Rồi khối trụ, ví dụ như là những cái lon nước ngọt, ví dụ như lon Coca-Cola và lon nước ngọt. Rồi lon sữa bò, lon sữa bò. Rồi chẳng hạn như là những cái cây bút, cây bút tô màu, ví dụ như cây bút tô màu, đó là những cái khối trụ. Rồi khối lập phương, khối lập phương ví dụ như đây là những cái cục Rubik. Đó. Rồi những cái cục xúc xắc. Đây. Ví dụ như đây là những cái cục xúc xắc. Xúc xắc. Đó. Rồi, khối hộp chữ nhật. Khối hộp chữ nhật là những cái hộp sữa. Cái hộp sữa mà uống á, hộp Vinamilk á, chúng ta có cái ống hút chúng ta chích vào đó, chúng ta uống. Rồi. Những cái hộp quà. Hộp quà thì thường người ta cũng hay làm hộp hình hộp chữ nhật. Rồi chẳng hạn như là những cái hộp cá, vân vân. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.